đón quý vị đồng đón xem Mặt Tiền. Các bạn số 2 là người vừa trước tập đồng với thành viên của mình. Quý vị đồng đón xem Mặt Tiền Thăng Bằng Tinh Dày của nghệ sĩ Hà Linh Nhi. Đến với những động tác như thế này, với màn thể dục như thế này, toàn các đoàn siếc của Việt Nam đều có từ những sợi dây bảo vệ an toàn cho các nghệ sĩ. Nhưng tại bên này, người số hai là như chúng tôi không có một sợi dây bảo vệ an toàn nào. Chỉ cần một sơ suất nào tai nạn sẽ xảy ra ngay lập tức, bởi vì vào giữa đầu tay như này rơi xuống thì cũng không gãy chân thì cũng gãy tay, xảy ra tai nạn ngay lập tức. Với các nghệ sĩ là như hết sức tập trung với màn thể dục của mình. Quý vị đang đón xem những màn diễn cực kỳ khéo léo mà huyền của nghệ sĩ Hà Linh Nhi. Khéo léo và dẻo dai của nghệ sĩ Hà Linh Nhi. Nghệ sĩ Hà Linh Nhi rất thành công, một tràng pháo tay thật lớn để chia tay với Hà Linh Nhi quý vị ơi. Và xin cảm ơn tất cả quý vị đã yêu mến nghệ sĩ Hà Linh Nhi rất nhiều.